Thôi, tao đi 2 năm về á. Mày ở nhà, mày coi mày chăm sóc bạn gái tao, với lại coi giùm tao cái xe bánh mì nha. Mày ráng mày coi giùm tao hai cái thứ quan trọng của tao. Lỡ mà có mình hệ gì, tao kiếm mày rồi. Mày yên tâm đi, tao coi chăm giống như em gái nuôi vậy đó. Con gì nuôi mà không thịt. Bé bà ơi, bé bà. Mày đi mày nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ bạn già kế bên nha. Mẹ, anh đi, anh có lời gì muốn nói với em không anh ba? Có chứ. Em ở nhà em cố gắng, em đừng có nhớ anh quá nha. Với lại giữ sức khỏe á. Mà thôi, qua đây nè, anh làm cho ông bánh mì ăn cuối cùng nha. Ê, tôi nói mày nghe nè, không mấy cầm tiền ra ngoài uống phê chứ đừng đây làm kỳ đà cản trở. Bé bà ơi. Gì vậy? Đừng, bạn mày nó tốt với mày chưa nè, thấy mày đi nó cho mày triệu luôn á. Trời ơi, bạn tốt của tôi ơi. Bởi vậy hả, tao giao cho mày cái xe bánh mì với lại bạn gái của tao là tao thiệt sự rất là an tâm luôn á. Thôi anh cũng đi đây, tao đi nha. Anh ba, bông đòa cập ngang bên sông, biết ngân sang lòng em vui thầm. Bánh mì thơm ngon giòn nóng hổi đây. Anh nghĩ là không giòn đâu. Anh ăn gì ra đó ngồi đợi đi rồi em mang ra cho. Anh làm gì vậy anh Phương? Đâu có, anh xin thêm miếng ớt nữa mà. La, ai mà mua bánh mì của con Trâm thì sẽ được tặng 1 ký rau muống. Ai mua 2 ổ thì sẽ được tặng thêm 1 ký cải. Trên 5 ổ là tặng thêm 1 ký dưa leo luôn nha. Có cần tao làm phụ vô? Để đó cho tao đi. Sao đông người dữ vậy? Trâm ơi, bữa nào anh qua anh chơi nha. Giờ anh về. Mày coi mày giúp tao được không chứ? Ông Phương mà ổng qua nhà tao thiệt á, tao không biết làm sao luôn á. Thiệt tình cái thằng ba này, nó giao chứng cho ác rồi đó. Thực ra lúc đầu á là tao định không có bán nữa, tao dẹp luôn cái xe bánh mì này luôn. Tại vì ông Phương cũng làm tao sợ quá. Mà tao thấy lúc anh ba đi á, anh tâm huyết với cái xe bánh mì này quá, Nên là tao không có nỡ dẹp đi. Thôi từ từ đi, đừng khóc. Để tao tính cho. Trâm yêu dấu của anh ơi, anh tới rồi nè. Gì mà thúi quá vậy trời. Không sao, gán gán lên. Sắp được gặp em Trâm rồi. Yes. Phải nhịn để gạo nấu thành cơm. Để thằng ba nó có về á thì nó không trở tay kịp. Thank you.
thấy ổn không vậy? Tao lo cho con Chăm quá. Lo cái gì? Còn mà cho chắc á, thì tối nay có cái chuyện gì là mày video call cho tụi tao liền. Tụi tao tới liền. Nhớ nha. Hôm nay không có thằng Kỳ Đà cản mũi, em Chăm chết với mình. Chăm ơi, anh thích em nhiều lắm. Ủa, sao hôm nay em không kháng cự gì vậy? Chăm đâu? Tao chưa thấy thằng nào mà mê bồ của bạn như mày á. Tao bảo công an bắt mày nha. Tao với Chăm yêu nhau thật lòng, lỡ ăn kèm trước cổng nhau á có sao đâu. Cái gì? Ai yêu đương gì với mày bao giờ? Thì ra là mày có cái tư tưởng là mày muốn ngoại tình với bạn gái của tao. Mà hả, cũng nhờ có Tilo bảo vệ á, chứ không là tao biết chuyện này nó tới đâu luôn. Hôm qua mày bị đập mày tẩn rồi mày. À, vậy là kế hoạch của tụi bay. Còn mày nữa, sao mày chưa nhập ngũ? Do là tao bị cận nặng cho nên tao bị trả về. Mà tao nói mày nghe nè, cho dù tao có bị cận 100 độ đi chăng nữa thì cái nhân cách của mày tao vẫn nhìn ra được. Còn bây giờ thì mày biến, mày ở đây nữa là hồi mày mệt với tao đó. Ông xã của em giỏi quá. Chứ sao, trời ơi. À, cảm ơn mày nghe Tilo. Chuyến này về á, chắc tao cưới em Chăm làm vợ luôn á. Chắc nhờ mày làm phụ rể chính ha. Rồi tao làm phụ rể tao được gì không? Trời ơi, được chứ. Ăn bánh mì miễn phí cả năm luôn. Sang như vậy. Cho dù tao mà bị cận 100 độ đi chăng nữa thì cái nhân cách của mày á, 1, 2, 3 thì cái nhân cách dơ phật. Phải. Thôi đừng có vỗ tay, không có vui đâu vỗ. Tao bị cận 100 độ. Nếu mà tao hả bị cận 100 độ chứ chăng đi. Cho dù tao có cận 100 độ đi chăng nữa thì cái nhân phẩm dơ cách. Tin đây, lần này lần cuối cùng. Do là tao bị cận. Cận hư. Không ai cứu chị nổi.